Thưa hoàng tử, ngài bình thường suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Hôm nay thấy hoàng tử chịu ra ngoài để đi hẹn hò như thế này, thần rất lấy làm vui lòng. Đúng là dạo này ta có hơi bận thật, nhưng nhờ có trang web hẹn hò này, ta cũng tìm được vài người phù hợp để đi gặp. Ngươi xem, chỉ cần lên đây, thấy cô nào hợp với mình, tạo ra một buổi hẹn mời cổ đến tham dự hoặc tham gia buổi hẹn của cổ, rồi đi gặp mặt bên ngoài luôn, tiện lợi cực kỳ. Ô kìa, hoàng tử nhìn xem, nãy giờ mải mê nói chuyện, chúng ta đã đi đến điểm hẹn hồi nào mà không hay. Sao nó lại thành ra thế này? Do ham ăn hóc uống, công chúa đã trúng độc chết queo rồi. Mấy người có biết hoàng tử của ta đã phải chầu trực như thế nào để được gặp công chúa của mấy người không hả? Làm hỏng hết đại sự của người ta rồi. Mình tìm cuộc hẹn khác thôi hoàng tử. Trời ơi, gu ông này mặn dữ vậy trời. Hoàng tử sau khi trao nụ hôn cho Bạch Tuyết cũng bị nhiễm độc mà qua đời. Ngựa vì sốc trước gu ăn mặn của hoàng tử nên cũng bị nhồi máu cơ tim mà chết theo. Và thế là nhờ có ứng dụng Wow Day, đôi trai đần gái ngốc đã có thể đến được với nhau. Từ đó về sau, ba người họ sống bên nhau mãi mãi. Ông làm như cái này là chuyện cổ tích gì á?